Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội vừa tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao của thành phố năm học 2024-2025. Theo đại biểu, cần làm rõ thêm về cơ sở thực tiễn để quy định mức học phí năm học 2024-2025 thực sự thuyết phục, như do nhu cầu đầu tư trang thiết bị, do nhu cầu cải tiến dạy học hay do lương cơ sở tăng 30%. Khi quy định mức học phí phải căn cứ điều kiện kinh tế xã hội, định mức kinh tế xã hội, chương trình dạy học, từ đó làm rõ các trường lớp được quy định mức học phí cao hơn năm học trước đã có sự nâng cao chất lượng ra sao, có tương ứng với quy định mức học phí mới hay không. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố sẽ tiếp thu, tổng hợp đầy đủ và gửi các cơ quan chức năng để hoàn thiện các dự thảo tờ trình và nghị quyết đảm bảo khả thi khi ban hành. Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam vừa tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, học sinh, sinh viên, các tổ chức cá nhân trong và ngoài ngành chung tay góp sức để cùng chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng bão lũ nói chung và với ngành giáo dục các tỉnh, thành phố, khu vực phía Bắc nói riêng. Bộ trưởng lưu ý các đơn vị cần chuyển quà hỗ trợ đến tay các đối tượng được hỗ trợ càng nhanh càng tốt, trước hết là dành cho giáo viên và học sinh đang chịu thiệt hại do bão. Tại lễ phát động, các đơn vị cá nhân đã ủng hộ tổng số tiền hơn 6,6 tỷ đồng. Hoạt động ủng hộ sẽ còn tiếp tục trong những ngày tới thông qua kênh Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Nhằm hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Bắc sớm khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 và lũ lụt gây ra, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã phát động đợt quyên góp ủng hộ từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 9 năm 2024. Theo đó, mỗi cán bộ giảng viên ủng hộ tối thiểu một ngày lương. Các em sinh viên tùy theo khả năng đóng góp thông qua đoàn thanh niên và hội sinh viên nhà trường. Ngay trong lễ phát động, ban tổ chức đã nhận được hơn 400 triệu đồng tiền quyên góp. Dịp này, tại ký túc xá cơ sở Từ Sơn, nhà trường đã bố trí chỗ ở tạm thời và bữa ăn miễn phí cho khoảng 1.000 sinh viên có nhu cầu do nơi trọ bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Trước đó, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã tiếp nhận 1.000 phần quà là nhu yếu phẩm. Toàn bộ số tiền và quà tặng sẽ được nhà trường chuyển đến các vùng lũ lụt để kịp thời hỗ trợ người dân vượt qua thiên tai.